Đấy, thật sự là dây là cái thần thần kinh để mà cảm nhận cái mùi. Người ta gọi là hằng khú. Đúng không ạ? Mình thấy màu vàng này ha. Đó là hằng khú. Rồi, như vậy thì trong hồi sáng chị Trang có hỏi là cô bệnh ký nhân nó nằm đâu? Thì mình sẽ nhìn thấy nó giống như một cái phần của hệ thần kinh trung ương nó kéo dài này. Một phần của hệ thần kinh trung ương kéo dài này. Đúng không ạ? Thì nó cái gốc của nó là như vậy. Rồi sau đó nó sẽ có một cái phần thần kinh ở đầu tận cùng. Đây. Ở đây mọi người nhìn thấy họ chỉ sao? Các sợi thần kinh số 1 thì nằm góc ngoài. À, tuy nhiên thì để gọi là dây thần kinh sọ thì nó vẫn sẽ nằm ngoài biên. Được chưa? Thì mình sẽ thấy là tác dụng của vị trí của nó chủ yếu là thằng này. Rồi, như vậy thì khi mà khám cái dây này, mình sẽ dùng những cái mùi nó không kích thích quá mạnh. À, những cái mùi không kích thích quá mạnh. Bởi vì nếu kích thích quá mạnh thì lúc đó mình sẽ không phải là mình đang đánh giá dây số 1 nó chuyển thành là dây số 5. Bởi vì khi sử dụng những mùi nó kích thích mạnh, ví dụ như cô nói mùi sơ móng tay, mùi xăng thơm, đó là những cái mùi nó kích thích rất là mạnh, thì mình sẽ dễ bị nhầm lẫn với dây thần kinh số 5. Bởi vì dây thần kinh số 5 nó sẽ chia làm 3 nhánh, thì trong đó nhánh thứ hai nó sẽ đi vào tập trung vào cái vùng mũi. À, nên mình đó là cảm giác, được chưa? Cho nên là nó sẽ ảnh hưởng. Như vậy để khám được dây thần kinh số 1, người ta sẽ chọn những cái mùi nó không bay hơn. Cho cô ví dụ của một cái gì đó mà không bay hơn. Nước hoa không phải nha, thức bay của không sao. Bây giờ nước hoa thôi. Bà Hà, đồng ý. Gì nữa? Thức bay không? Không, tại có. Bay hơi rồi. Cà phê. Không bay hơi. Đúng ạ. Cà phê. Kem đánh răng. Như vậy mình sẽ dùng những cái mùi như vậy. Hoặc để đánh giá thì mình sẽ lấy hai mùi. Có mùi thơm hoặc là mùi hôi. Thì thôi, để mà đánh giá tốt thì chẳng ai muốn ngửi mùi hôi gì hết. Mình chỉ cần xác định là có ngửi thấy mùi hay không. Và mùi đó là mùi thơm hay mùi hôi. Được chưa? Như vậy, khi mình khám dây số 1, mình sẽ hỏi thứ nhất à, sử dụng những cái dược liệu, những cái đồ mà không bay hơi. Mình có thể sử dụng dược liệu của mình cũng được. Rồi, như vậy là có ngửi thấy mùi gì hay không? Rồi, câu số 2 là mùi thơm hay là mùi hôi. À, như vậy khi khám cái này thì mình sẽ yêu cầu bệnh nhân nhắm mắt. Nhắm mắt. Thì dạ, yêu cầu bệnh nhân nhắm mắt. Hả, cho anh nói gì? Ờ, đúng rồi, thì tất nhiên phải ngửi nhưng mà phải nhắm mắt để người ta không có nhìn thấy á. Được chưa? Rồi, như vậy mình sẽ hỏi hai câu. Có ngửi thấy mùi gì không? Và mùi đó là mùi thơm hay là mùi hôi? Và trước khi mình khám, mình phải chắc chắn rằng bệnh nhân này không có bị nghẹt mũi. Đúng không ạ? Giả sử như ta đang bị cảm, khi ta bị viêm mũi dễ có bị viêm xoang, thì người ta đâu cảm nhận được đâu. Nhưng mà đó không phải do cái dây thần kinh số 1 của họ có vấn đề, mà bởi vì cái niêm mạc đang phù nề nó sưng, thì người ta sẽ cản trở cái sự hít thở của người ta. Vậy thì làm sao để mình biết là bệnh nhân đang bị nghẹt mũi, đang bị viêm mũi? Bệnh nhân sẽ biểu hiện như thế nào?
giấc mùi đấy, giấc mùi. Mùi nó hăng hắc khó chịu, nếu như mình chọn chọn cái mùi nó hăng hắc thì nó sẽ hăng hắc khó chịu, không tả, và nó không tả cho nó rõ ràng hơn. Nhưng không, cái này người ta đang dán ngửi mùi, ngửi thôi, chứ không có mùi nào. Mùi nào nó là liên quan đến niêm mạc nó bị sưng hả? Không ngửi cái mùi rồi, hồi nãy bạn còn xương nó nói rồi, có gì nữa không? Ngoài chuyện không ngửi được mùi thì còn rất là gì nữa không? Không phân biệt mùi này mùi kia. Bệnh nhân không biết cái đó, mà là bệnh nhân có ngửi cũng không phân biệt được nó là mùi hôi hay mùi thơm. Được chưa? Không phân biệt mùi hôi mùi thơm. Hoặc là giả sử như bệnh nhân sẽ, không phải giả sử mà bệnh nhân sẽ có một triệu chứng đó là tăng cái nhạy cảm. Tăng nhạy cảm cái mùi đó. Ví dụ, mọi người ngửi mùi cà phê thấy sao ạ? Thơm. Thơm. Nhưng với bệnh nhân đôi khi ngửi mùi đó bệnh nhân sẽ chóng mặt, sẽ khó chịu. Cảm giác nó rất là thích thích. Tức là bệnh nhân bị tăng cái nhạy cảm, chứ không phải là bệnh nhân không ngửi được mùi đó mà bình thường vẫn ngửi được. Nhưng mà khi mà bị rối loạn mình sẽ bị tăng nhạy cảm lên. Nên mình sẽ có hai mức độ, một là quá nhạy cảm, hai là bệnh nhân không cảm nhận được mùi gì hết. Được chưa? Nên mình sẽ có ba triệu chứng. Thứ nhất là không ngửi được gì hết. Cái thứ hai không phân biệt được gì hết, không phân biệt được mùi nào hết à. Và cái cuối cùng là bệnh nhân sẽ nhạy cảm quá mức với cái mùi đó. Bệnh lý khác về cái phần mũi như là viêm mũi xoang chẳng hạn.
dây thần kinh số 2 là dây thần kinh thị giác. Rồi, nhắc đến dây kinh thị giác thì mình sẽ biết nó vai trò là nhìn. Đúng rồi, là nhìn. Mọi người sẽ nhìn ở trên này hình ảnh trước. Mình sẽ phân tích tác động như thế này nha. Để ánh sáng chỗ này nha mọi người. Rồi, đi vào đây. Như vậy thì mình sẽ thấy là rõ ràng những tế bào này nó sẽ nằm ở phía sau cái võng mạc, đúng không ạ? Tại vì ánh sáng ở đây đi vào nên nó tiếp xúc với võng mạc, được chưa? Rồi sau đó thì nó mới đến cái tế bào này. Ở đây mình có tất cả bao nhiêu dạng tế bào? Mấy cái? Đây là một, phải không? Này hai hả? Này ba hả? Sao ạ? Bốn. Rồi ai chỉ cho cô với? Này một, hai, ba, bốn. Rồi cô cảm ơn. Rồi như vậy thật ra ở đây mình chỉ quan tâm hai thứ thôi, đó là tế bào hình gậy và tế bào hình que. Tế bào hình gậy và tế bào hình que. Tế bào hình nón, xin lỗi. Tế bào hình gậy và tế bào hình nón, chứ gậy với que là một ha. Tôi xin lỗi. Tại sao lại có hai cái tế bào này ở đây nha mọi người? Đây mình có tế bào gậy nè và tế bào nón. Tế bào mà nó mập mập á thì sẽ gọi là tế bào nón. Cái tế bào này nó không siêu eo ha. Rồi đó là tế bào gậy. Thì tại sao cô lại đề cập đến hai tế bào này? Thứ nhất, nó sẽ có nhiệm vụ cảm nhận ánh sáng ở hai môi trường khác nhau. Tế bào gậy nó sẽ chủ yếu công việc hai màu sáng tối, trắng đen, còn trắng đen thôi. Còn những cái màu sắc rực rỡ, sắc nét thì nó sẽ là vai trò của tế bào nón. Và tế bào gậy sẽ hoạt động vào ban đêm, còn tế bào nón sẽ hoạt động vào ban ngày. Như vậy khi mà tắt đèn đi, ban đầu mình sẽ thấy hơi tối tối, đúng không? Thì sau đó trong buổi tối, đúng không, mọi người đi ngủ sáng, đến cuối cùng mọi người vẫn phân biệt được một cái gì đó tự động, vì do cái sự sáng tối chứ không phải là màu sắc cụ thể. Thì khi ban ngày mình đi di chuyển, mình phân biệt được màu đen, màu xanh, màu đỏ, được chưa? Thì đó là vai trò của tế bào hình nón. Thì cái cơ chế của cái hình ảnh này á, tức là khi nhìn thấy một cái vật thì nó phải rơi vào trong thị trường của mình mới nhìn thấy. Bởi vì nếu như vật lấy từ phía sau thì sao ạ? Không thấy được. Nó phải rơi vào thị trường của mình. Thấy chưa? Rồi sau đó nó phản chiếu vào cái thông tin từ cái vật này, nó sẽ đảo ngược ở trên võng mạc. Được chưa? Cái vật này mình nhìn chưa? Mình nhìn rõ ràng nó đang chiều xuôi, đúng không? Rồi. Nhưng mà khi mà chiếu ở nó xuất hiện trên võng mạc thì nó qua cái thông tin nó sẽ là cái hình đảo ngược. Cái đảo ngược này một lần nữa nó phản chiếu, nó dẫn truyền lên vỏ não về thị giác, thì nó sẽ đảo ngược lại lần cuối cùng, thì nó mới ra được cái chặn. Ok ha. Rồi như vậy thì mình sẽ nhớ ở đây có hai tế bào, và cái sự dẫn truyền ánh sáng của nó đi qua võng mạc, rồi những cái tế bào thần kinh là nó đang còn phản ánh lên cái vùng vỏ não thị giác. Để tôi biết cái này là cái chai, cái này là vùng phấn, và mình phải được dạy trước đó, mình phải được nhận diện trước đó thì mình biết được cái này là vùng phấn, cái nào cái chai, đúng không ạ? Rồi như vậy thì nhắc lại, hai tế bào gậy và tế bào hình nón hoạt động vào ban ngày là tế bào nón. Như vậy để dễ nhớ, ban ngày có nắng thì có đội nón thì là tế bào hình nón, còn buổi tối mới đường lấy cây mò thì là tế bào gậy. Rồi như vậy tế bào hình gậy thì mình sẽ chủ yếu phân biệt hai màu, đó là máu trắng đen, được chưa? Còn tế bào hình nón sẽ phân biệt về cái màu sắc sặc sỡ hơn. Rồi thứ nhất, thị lực là khả năng phân biệt hai điểm. Mình hiểu câu này như thế này, mọi người suy nghĩ thử. Thị lực là khả năng phân biệt hai điểm. Mình hiểu câu này như thế nào ha? Điểm xa, điểm gần. Rồi tức là sao bao giờ chị nhỉ? Mình nói rõ hơn chút xíu, điểm xa, điểm gần. Điểm đó một điểm là điểm ảnh và điểm đến thông tin.
ai điều mạnh thì nó tới chờ nó chuyện chuyên gia quá trời luôn á, nhưng mà nó sẽ hơi khó hiểu cho mọi người. Văn có cách nào truyền đạt cho nó dễ hiểu hơn không? À, điểm mạnh tức là mình nhìn thấy cái chai, cái điểm đó là điểm mà điểm mạnh. Rồi. Điểm nó góc tính là nó thể tinh thể. À, tức là cái khoảng cách nghe nó hơi phức tạp một xíu, nhưng thật ra đơn giản lắm mọi người. Đơn giản lắm. Giả sử đây con có một cái tờ giấy. À, xin lỗi. Giả sử đây con có hai vật. Mọi người nhìn. Từ từ để cho bạn. Mọi người nhìn đây là hai vật đúng không ạ? Rõ. Không biết được hai vật hai bên rõ không? Rõ. Nhưng rõ đây hai vật mà nó sẽ đến gần mắt của mình. Càng gần thì sao? Càng gần. Thì tất nhiên cái vật này càng lớn. Rồi nói gì nữa? Nó càng mờ và nó nhập lại. Như vậy, cái khoảng cách nào mà mình còn phân biệt được hai điểm thì nó sẽ là thị lực. Còn khi mình không phân biệt được nữa thì nó sẽ không còn là thị lực nữa. Hình như được không ạ? Như vậy thị lực là cái khả năng mà còn phân biệt được hai điểm. Nếu hai điểm đó mình nhìn càng xa, được gần có phải thị lực càng xa mà là ở trong khoảng nhất định, thị lực nhất định thì mình sẽ phân biệt được nó. Nhưng càng đến gần thì cảm giác thì nó chạy gần và nó nhập lại. Thì lúc đó mình không phân biệt được nữa. Thì cái khoảng từ cái lúc mà mình không phân biệt nữa thì nó sẽ không còn là thị lực nữa. Hình như được không ạ? Rồi ha. Tiếp theo thì thật ra cái thị lực là mọi người đo cận thị, viễn thị, đoạn thị đó, được chưa? Khi mình đi đo mọi người sẽ, khi ai đã từng đo mắt kính rồi thấy là khi mình nhìn vào cái máy thì cái điểm nó hay mờ nhưng tính tức một cái nó sẽ nhập vào một, đúng không? Được chưa? Rồi thị trường hùng không gian nhìn thấy được, tức là này, nếu đứng đây khả năng nhìn lớn nhất của mình là tới đây, nếu mình không nghiêng đầu nha, được chưa? Thì nó sẽ hướng này, đúng không? Tất cả mọi người đều có hướng này, tức là hình nón. Hình nón đúng không ạ? Rồi đây. Không bao giờ mình nhìn lên đằng sau. À, trừ khi có con mắt thứ ba. Nhưng mà trong gia đình mình các mẹ là thường là người có con mắt thứ ba xuất sắc nhất đúng không? Lỡ sai chuyện gì là cái gì sau lưng mẹ đều biết hết. Rồi giờ mình sẽ có là cái thị trường là cái khoảng mà mình nhìn thấy ở phía trước và nó có hình nón. Đúng không ạ? Như vậy vật mà đi từ bên này và nếu mình nhìn thẳng mình sẽ không thấy. Đúng không ạ? Nhưng mình đi từ hướng này và mình sẽ thấy. Thì đó là cái thị trường định ở mắt có hình nón. Thị trường hơi hẹp ở phía trên và phía mũi. Thị trường hơi hẹp ở phía trên và phía mũi, tức là nằm góc này. Được chưa? À, nằm góc như này thì mình sẽ khó thấy phía này thôi. Nhưng mà ở đây là cái tầm mà rộng nhất. Rồi. Cuối cùng là ngoài cái chuyện khám cái dây thần kinh thì mình sẽ soi cái đáy mắt. Nào, soi cái đáy mắt. Chút xíu nữa cô sẽ trình bày cái khám dây thần kinh số 2 nha. Nào, coi cái hình xong bây giờ mình sẽ nói tiếp. Rồi, đây là cái hình ảnh mà mình soi qua cái đồng tử của mình nha. Dùng một cái đèn chuyên biệt chứ không phải cái đèn pin bình thường. Dùng một cái đèn chuyên biệt thì mình sẽ soi vào đáy mắt để làm gì? Để đánh giá mạch máu nha. Đánh giá mạch máu ở cái vùng đáy mắt của mình. Được chưa? Ha, khác liền. Cái dạo này hơi bị chậm vậy. Mình sẽ có động mạch và tĩnh mạch. Thấy ạ? Mình sẽ có động mạch và tĩnh mạch. Rồi thường thì cái tĩnh mạch thì nó sẽ nhỏ hơn cái động mạch của mình. Thì đây là cái chỗ cái võng mạc, cái điểm vàng của mình, được chưa ha? Rồi ở đây mình cũng đánh giá xem coi là cái sự bắt chéo nó như thế nào. Thì những bệnh nhân tăng huyết áp nên đi tầm soát soi cái này, bởi vì nó tăng áp có nghĩa là cái áp lực trong động mạch của mình tăng lên, và nếu như tăng quá mức nó sẽ làm cho những cái mạch máu này nó vỡ ra, nó xuất huyết ra, được chưa? Và nó sẽ dẫn đến tình trạng nó bị mù mắt. Như vậy những bệnh nhân đã được chẩn đoán tăng áp cho dù là đã điều trị ổn rồi thì mình vẫn phải tầm soát xem có biến chứng ở mạch máu, cụ thể nó có mạch máu ở mắt nó như thế này. Như vậy thì ít nhất là mình cứ mỗi năm đi soi đáy mắt một lần chẳng hạn. À, đặc biệt những người tăng áp, với đối với những người tăng áp nên đi tầm soát để xem là nó đã bị thoái hóa, nó bị xuất huyết xuất tiết như thế nào. Nếu như có triệu chứng mờ mắt thì càng phải đi khám sớm. Được chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ nói về cách khám dây thần kinh số 2. Mình sẽ mời người mẫu. Khám dây thần kinh số 2. À, nó áp xuống cái chỗ nào, cái quần tăng áp.
tiên á thì phát triển cho nó ngay cái cảm. Bệnh tiên hả? Phải đau nhãn cầu hả? Có nghĩa là sau đấy mất á. Chỉ là sau đấy mất á. Chứ không phải là đau cái nhãn cầu. Con cũng không hiểu ý rõ lắm của bác Đức, nhưng mà nếu bệnh tim có tăng huyết áp thì sẽ sau đấy mất này. Rồi, là sẽ sau đấy mất này. Sau đấy mất này là dùng cái đèn chuyên biệt á, tức là người khám và người được khám sẽ nhìn với nhau qua một cái đèn. Được chưa? Rồi mình sẽ thấy được cái hình ảnh như vậy mình đánh giá. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu khám giai đoạn số 2, tức là mình đánh giá cái khả năng nhìn thấy của cái bệnh nhân này như thế nào, có bị mất cái thị trường bên nào hay không. Thì ở đây với một cái mắt nhìn nào có mắt nhìn nhìn ra được cái gì là được rồi. Rồi, như vậy mình sẽ có hai thị trường nha. Thị trường bên này sẽ gọi là thị trường Thái Dương. Được chưa? Mỗi một con mắt nha. Mỗi một con mắt mình sẽ chia ra. Còn cái thị trường bên này sẽ là thị trường mũi. Tương tự đây sẽ là thị trường mũi. Đúng rồi. Còn đây là Thái Dương. Rồi, như vậy thì mình bắt đầu mình thấy xem coi là bệnh nhân này có bị mất cái thị trường bên nào hay là không. Được chưa? Rồi, như vậy quy tắc khám. Cái hướng nhìn của bệnh nhân và người được khám phải trùng với nhau. Và khi mà mình kích thích thì mắt của hai người phải nhìn nhau, không được nhìn liếc xung quanh, để mình đánh giá được là bệnh nhân có thấy vật hay không. Rồi cho cô một bạn nào đó lùng lùng cỡ cô đi. Ok, được. Cái mắt đuôi mắt luôn là tóc chết. Lùng lùng cỡ cô đi. Tại vì sao phải lùng lùng cỡ cô? Bởi vì là vậy nhìn nhau. Đúng rồi. Được rồi, mình sẽ để nhìn nhau. Hai mắt nhìn nhau chào máu hồng. Nhìn nhau chào máu hồng. Rồi đây chị chiếu nó lát. Đây đây, chỗ cô đứng thì nó sang bị chói. Rồi, như vậy bệnh nhân mình có thể khám nè, bệnh nhân ngồi, được chưa? Bệnh nhân nằm cũng được, nhưng mà tốt nhất là ngồi. Khi ngồi song song với nhau thì mình sẽ đánh giá được cái thị trường nó ngang với nhau, được chưa? Chắc cho cô mượn hai cái ghế, em mượn cái ghế. Tương tự như vậy mình cũng sẽ đi từ phía
lên. Mắt của bệnh nhân cũng nhìn thẳng, không được nhìn xuống. Rồi, khi nào thấy cử động ngón tay thì nói. Thấy rồi. Được chưa? Nên mình sẽ thấy được cái thị trường của bệnh nhân bên này. Trên dưới nó nằm khoảng này. Được chưa? Và tương tự cũng nằm bên này. Rồi, sau đó mình sẽ đổi bên. Được chưa? Rồi, che lại. Và mình sẽ đánh giá tương tự từ nãy tới giờ. Như vậy trong trường hợp che mắt một bên, bên nào cũng được. Trong trường hợp bị bán manh giống như sáng cô nói, là cái vật bệnh nhân ở đây, giả sử bên này thấy chưa? Thấy lâu rồi đúng không? Có những bệnh nhân họ bị mất cái thị trường là phải đi vô tới đây. Thấy từ bên này không để. Thôi không, cô không nói gì hết. Tức là bị bán manh, tức là mất cái thị trường bên thái dương đó. Thì cho dù mình có để đây bệnh nhân không thấy, phải đi vào giữa thì bệnh nhân mới thấy. Được chưa? Rồi. Em biết thì thảo cảm thấy cái này đó. Được chưa? Đó là cái phần mình khám. Nhìn hai cái thị trường mình khám với nhau. Chứ như vậy, có một bệnh nhân đã nhập viện vì tai biến nhưng không bị liệt gì hết. Có một bệnh nhân nhập viện vì tai biến mạch não nhưng không bị liệt gì hết. Nhưng có một triệu chứng duy nhất để mình chẩn đoán bệnh nhân bị liệt, bị tai biến, đó là bệnh nhân bị mất thị trường thái dương cùng bên. Tức là khi khám mới nhận ra được ha. Tức là hai cái thị trường bên này bệnh nhân mất hết. Tức là bệnh nhân chỉ được nhìn vật khi đi càn vào giữa mũi, bệnh nhân mới thấy được thôi. Bệnh nhân có nhận ra điều này không? Không. Bởi bệnh nhân vẫn nhìn thấy. Bệnh nhân vẫn nhìn thấy nên không nhận ra. Cho đến khi trong phòng khám thần kinh, bữa trước mình học khám thần kinh cũng có vận động, cảm giác và phản xạ đúng không? Thì bây giờ phải thêm phần 12 đôi dây kim sọ. Thì mình sẽ khám từ dây 1 đến dây 12. Và trong đó dây số 10, số 2 bắt đầu có triệu chứng là bệnh nhân hoàn toàn không thể nhìn vật được từ cái thái dương đi vào ở hai bên, mà chỉ thấy được cái vật trên này thôi. Hình dung được không ạ? Như vậy, khi mất đi một cái thị trường một nửa thì sẽ gọi là bán mắt. Được không ạ? Còn nếu mà là 1/4, tức là như vậy, thì sẽ gọi là góc manh. Một nửa thì sẽ gọi là bán manh. Được chưa? Còn 1/4 thì sẽ gọi là góc manh. Đó. Ở đây là đồng văn. Đồng văn nghĩa là sao? Bên này thái dương, bên kia cũng thái dương, cùng tên, thì gọi là đồng văn. Nhưng có những người bị mất như vậy. Một bên thái dương, bên còn lại bên mũi thì cũng là bán manh đúng không ạ? Một nửa. Nhưng mà đây là không đồng văn. Được chưa? Ở đây gọi là không đồng văn. Ok không ạ? Rồi. Đó là cách khám nha, cách khám về số 2. Thì mọi người cứ yên tâm là đến các môn là kỹ thuật khám y học hiện đại, mình sẽ học cách khám về số 2. Giống như vậy mắt nhìn mắt, cử động ngón tay nhúc nhích. Khi nào thấy nhúc nhích thì báo. Thì mình thấy là thị trường của hộ hai con mắt ở bốn phía trên dưới giống nhau là được, giống như chị Oanh hồi nãy. Được chưa? Còn bệnh nhân mà cứ thấy đi vào tới đường giữa mới phát hiện ra là bất thường. Được chưa? Là bất thường. Rồi bây giờ mới đến phần khủng khiếp trong cái bài này. Ở đây người ta muốn nói lên là những cái vị trí tổn thương.
tổn thương, mô tả những cái vị trí tổn thương. Thì thứ nhất mình sẽ nói về cấu trúc giải phẫu. Như vậy đây con mắt của mình, mình sẽ có võng mạc bên thái dương thì gọi là võng mạc thái dương, võng mạc phía mũi thì sẽ gọi là võng mạc phía mũi. Được chưa? Rồi. Nhưng cái thị trường mà bên này nè là thị trường gì mọi người? Không, cô đó là thị trường mắt trái. Thái dương. Đúng, chính xác. Thị trường thái dương, đúng rồi, bởi vì nó nằm ở phía thái dương. Đồng ý chưa? Nó lại đối chiếu chéo trên võng mạc mũi. Hình dung được không? Hình dung được nghe. Rồi. Tương tự, thì đây sẽ là thị trường mũi đối chiếu lên võng mạc. Tới đây kịp không? Hào ơi, em nhìn gì trong điện thoại say mê thế? Cô vừa nói gì? Dạ, em nghe lại không tập trung, cô nói là cái phần này nó rất là đau đầu. Mà nếu không nghe được là coi như điếc luôn. Lúc sau thì chịu khó mình nghe, nghe để làm gì? Thứ nhất là để hiểu, còn sau này mình quên không quan trọng. Thực sự đó là không quan trọng đối với ở cấp bậc y sĩ như chúng ta thì không quan trọng, nhưng mà lỡ học rồi thì cũng muốn cho mọi người hiểu thôi. Còn ai mà cố gắng hiểu không được nữa thì thôi không sao, nhẹ nhàng cứ cho nó lướt qua. Rồi tiếp theo, tương tự ở mắt bên phải thì đây sẽ là thị trường đối chiếu lên võng mạc. Rồi tương tự đây sẽ là thị trường đối chiếu lên. Rồi thấy chưa? Và hai cái con đường này nó chặt với nhau thì lấy một nửa của thằng này, nửa thằng kia nó mới chặt lại cái sợi đi bên này. Có thấy vậy không? Nó hơi rối đúng không? Nó bắt đầu nó cứ rối vậy đó, là cứ bên kia nửa cái nó chặt lại nửa ra thì thằng nhà mình. Rồi tương tự võng mạc phía mũi ở bên mắt trái và võng mạc thái dương ở bên mắt phải chặt lại mới tạo thành cái dây thần kinh thị giác ở đây nè. Được chưa? Được. Ok ha. Rồi. Tới chỗ này là nó phản chiếu, tức là đeo đường dẫn truyền nó phản chiếu lên cái vùng vỏ não ở thùy chẩm. Thùy chẩm ở đây với cái gánh như gánh. Đây là ở thùy chẩm. Thì ngày trước người ta có một cái thí nghiệm đó để đánh giá xem là cái thùy chẩm nó có vai trò cái thị giác nhìn như thế nào. Thì người ta nghiên cứu ở trên con khỉ á, là người ta sẽ mở cái hộp sọ, tức là vạt với một hộp sọ, sau đó người ta sẽ móc đúng, dùng muỗng nó móc đúng cái một thùy chẩm thôi thì nó sẽ bị mù. Tức là cái người ta thực nghiệm để người ta đánh giá được cái thùy chẩm nó có liên quan đến cái chuyện mà nhìn cái vật hay không. Rồi ở đây qua cái hình này, rồi qua hình này nghe, đây là thị trường, đây là đối chiếu lên võng mạc, đây là võng mạc xuất sắc quá, được chưa? Rồi sau đó nó nhập lại cái dây này thì nó ra đây là cái dây thị giác ở bên trái, được chưa? Đây là dây thị giác ở bên phải. Rồi bây giờ mình nhìn nha, tổn thương chỗ này đây là đứt nguyên cái dây ở bên trái cho nên mắt bên trái bị mù. Có nghĩa là cả hai thị trường thái dương và mũi của mắt trái hoàn toàn không được đối chiếu gì cả. Tức là có đối chiếu nhưng mà tín hiệu nó không dẫn đi nữa bởi vì nó tổn thương ngay đây rồi. Như vậy đây gọi là bị mù. Khúc này hiểu không? Hiểu hả? Rồi. Tới khúc này bị tổn thương ngay chỗ này. Thì mình thấy nè, ở đây nha, người ta nói là bị bán manh đồng danh. Đừng quan trọng chỉ đối bên tổn thương hay không, không quan trọng. Ở đây mình xét là một bên, đây là đồng danh bởi vì cùng là thị trường. À xin lỗi, đây là thị trường thái dương, đây là thị trường mũi, được chưa? Còn đây là thị trường thái dương, đây là thị trường mũi. Hình dung được không? Tiếp theo, có hai cái bán manh đồng không đồng danh đâu rồi, nó lại không hiện ra đây. Khổ quá. Có nghĩa là cái hình hồi nãy cô có vẽ được chưa? Như hồi nãy cô làm cho mọi người lộn đúng không? Đúng rồi, xong nó như bài giảng bị lộn đúng không? Lộn. À rồi cô sẽ nói lại. Khổ tâm á. Cái góc bên này nè, nó cùng phía nha mọi người. Đây. Ở đây là không cùng phía. Hồi nãy cô gọi là bị lộn. Đây là không cùng phía. Cùng phía là như vậy. Cái này bên trái thì cái này cũng bên trái. Cái này bên phải thì cái này cũng bên phải. Thì mới gọi là đồng danh. Cô xin lỗi. Nghe lại nha. Như vậy mình sẽ có hai cái bán manh, được chưa? Cái bán manh mà mất hết một nửa thì gọi là bán manh, còn đồng danh nghĩa là sao? Nó phải cùng phía.
bên này là bị thuộc cấp bên này thì thằng này cũng phải bị đây thì mới gọi là đồng danh. Còn bạn không đồng danh có nghĩa là thằng này bị bên này, một thằng bị đây, một thằng bị đây thì mới gọi là không đồng danh. Nó là hai phía khác nhau. Còn một phía là cùng một phía này hoặc là cùng phía bên này. Được chưa? Rõ không? Nghe lại, cái này tiếp. Đây. Rồi này. Ngay chỗ này mình sẽ thấy là tổn thương ngay chỗ này nha mọi người, tổn thương ngay chỗ này trước đã. Thì mình sẽ thấy đây là cái võng mạc của mũi, nó sẽ đối chiếu thị trường. Thái dương bị mất. Đúng giờ mất cái này nó sẽ màu đen. Tương tự chỗ này, đây là võng mạc thái dương, nó là sự phản chiếu của thị trường. Rồi, mất. Như vậy đây gọi là quá mạnh. Đồng danh cùng một phía. Mình hiểu chưa? Kịp không? Kịp ha. Tới lúc này, đây, ngay chỗ này. Ở đây mình có thị trường mũi thì nó tương ứng với lại đúng rồi. Tương tự bên này, nó ngay chỗ này chỗ giao thoa nha mọi người, tức là nó bắt chéo với nhau chứ không phải là một màu đâu, mà nó có hai màu trùng với nhau tại một vị trí. Chỗ này là võng mạc đối chiếu thị trường thái dương. Nó vậy nó bị mất một cấp của nó đi. Đúng chưa? Ngay tại cái vị trí tổn thương này. Đây. Thì cả hai cái thị trường cùng bên thái dương này nó bị mất đi. Hiểu không ạ? Được chưa? Đây nhìn kỹ lại. Tại vì người ta không làm màu đen nên mình bị rối, không có gì hết. Đây, chỗ này mất cái màu này thì chỗ này phải màu đen không? Phải màu đen không? Đồng ý. Tương tự bên này, mất chỗ này thì cái này phải màu đen không? Như vậy màu đen ở hai bên thì gọi là bán manh, không đồng danh. Như vậy chỉ có tổn thương ở giao thoa ngay chỗ này, người ta gọi là giao thoa thị giác, thì mới gây ra biểu hiện gọi là bán manh, không đồng danh. Còn những cái vùng còn lại mình phân tích từ nãy giờ thì nó vẫn là bán manh đồng danh. Được không ạ? Tức là bệnh nhân này sẽ vật mà cứ đi từ hai phía, bệnh nhân sẽ không nhìn thấy gì hết. Đó là nằm ở chỗ giao thoa thị. Được ha? Rồi. Còn nếu mà tổn thương từ cái tia thị trở xuống chỗ này thì là vật một bên từ phía này vào không nhìn thấy, bên này là đi từ giữa mũi vào không nhìn thấy, phải qua cái tay mới nhìn thấy. Dễ hiểu hơn không? Sao thấy mọi người im lặng hết vậy? Rồi.